JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Vâng, JK Audio xin chào anh Viện nhé. Vâng, anh ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Và sau khi anh có xem kênh YouTube JK Audio thì anh có chọn lựa cho mình một cái sản phẩm súp điện cao cấp bát 30 mặt trước dùng cho gia đình. Còn đó là cái súp thương hiệu là JBL, mã là 260P. Vâng thì anh Viện nhận em thay mặt nhân viên công ty JK Audio cảm ơn anh đã ủng hộ. Vâng thì anh Viện ạ, đây là cái súp mà anh đã chọn lựa và là chủ sở hữu rồi đấy ạ. Vâng, súp JBL 260P bên em đang test trên gửi cho anh rất là cẩn thận. Vâng thì đây là cái vỏ hộp của cái súp của anh đấy ạ. Vâng, rất là dày, hai bìa cắt tông và cái xốp nó chặn rất là dày dặn để chống sốc. Đây là hàng cao cấp, vì thế tất cả những cái chi tiết nhỏ nhất cũng là được làm rất là kỹ càng. Vâng anh, đối với này vang số thì em có tặng anh dây AV 3m và hai cái đài dắt để chia ra dây AV thì em có tặng kèm cho anh. Vâng thì anh nhân viên ạ, đây là cái xốp của anh, đây 330 mặt trước đang đánh đấy ạ. Vâng, bên em đang test rất cẩn thận. Vâng, đây là cái dòng này làm được bằng cái màng bát polyplast. À, rất là cao cấp, rất mềm mại và anh rất sâu. Nó để xuống được 20Hz. Quay ra làm sao anh nhá. Đặc biệt sản phẩm này bên em là hàng mới, bảo hành cho anh 1 năm. Vâng, đây phía sau đây anh ạ. Vâng, xung quanh được làm màu vân thông màu đen rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Và đằng trước có một cái tăng bằng lụa rất là cứng cáp. Vâng, xung quanh đang hoạt động đây anh ạ. Vâng, mình làm test rất là kỹ. Vâng, đây là thương hiệu JBL anh ạ, Hackman, mã là súp 260P. Vâng, em thử tắt súp của anh đi nhá. Đây ạ, vâng, nhà không súp ạ. Rất là khác. Vâng, đấy nhà không có súp nghe rất là khác anh nhá. Rất là khô vì nó không đủ giải. Vì thế chúng ta nên thêm một cái cục súp điện hay là cục siêu trầm để nghe cái giải bát được sâu hơn và ấm hơn. Thì bản nhạc tự dưng tự khắc nó sẽ được hay. Đây ạ, em bật lên ạ. Đây ạ, rất hay. Vâng, nghe cái giải rất sâu anh nhé. Đặc biệt là cái này lỗ thông hơn nên làm ở phía sau rất là tinh tế, không bị lỗ đằng trước mà để cho cái phía đằng trước được đẹp hơn. Nói chung cái dòng này nó không những được hoàn thiện về cái chất âm tinh tế và nó còn hoàn thiện cả về cái vẻ thẩm mỹ bên ngoài rất là đẹp và sang trọng, đặc biệt là nhìn rất là lịch lãm, kết hợp với không gian gia đình cực kỳ dễ dàng. Đây là dây bên em đang test được, cẩn thận là tặng kèm luôn đây cho anh, đây anh Viện nhé. Rồi mình quay ra phía trước đi ạ. Vâng, em đang kết nối với cái đẩy 4 kênh thương hiệu WeWood, mã là 4850L và một cái băng cơ lai số ZKM Dynamic. Vâng, và một đô la full WeWood VA12 đều toàn bộ dòng cao cấp hết đấy ạ. Vâng, về cái súp của anh thì còn cao cấp hơn nữa. Vâng, anh đã là chủ nhân của cái súp này. Vâng anh Viện nhá, cái súp của anh hoạt động rất tốt rồi đấy. Sau đây em sẽ phép bỏ ra cho nhân viên gửi đến tận nhà cho anh vì anh ở gần Bắc Ninh. Vâng, sau cùng em thay mặt công ty JK Audio cảm ơn anh Viện và chúc anh Viện và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.